Tháng 5 năm nay cũng vừa tròn 7 năm sau sự cố Formosa ảnh hưởng lên môi trường và hệ sinh thái biển miền Trung Việt Nam. Môi trường nước biển đến nay tuy đã tốt, nhưng hệ sinh thái là nơi cư trú của cả hải sản, đặc biệt là các giống loài san hô thì phải có thời gian dài để phục hồi. Hiện nay, Viện Nghiên cứu Hải sản Việt Nam đang phối hợp với Chi cục Thủy sản Thừa Thiên Huế thực hiện phục hồi rạng san hô tại khu vực Bắc Hải Vân, Sơn Trà. Nếu thành công, đây sẽ là tác nhân quan trọng để nhanh quá trình phục hồi các rạng san hô, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế, du lịch biển trong tương lai. Theo công bố mới đây của nhóm nghiên cứu tại hội thảo thử nghiệm mô hình phục hồi san hô khu vực Hải Vân Sơn Trà, hiện tình trạng suy giảm độ phủ khu vực Bắc Hải Vân đang ở mức từ 28 đến 40%, đặc biệt tại các vùng rạng Bắc Hải Vân Sơn Trà như bãi cả, bãi chuối bị suy giảm độ phủ lên đến hơn 45%. Sự suy thoái của các rạng san hô bên cạnh những ảnh hưởng về môi trường thủy sinh còn kéo theo những thiệt hại về kinh tế dựa trên phát triển du lịch dịch vụ của địa phương. Trong khu vực Hải Vân rạng san hô Vân Sơn Trà thì đã có những cái trước đây thì cũng là một cái rạng san hô rất là tươi tốt. Tuy nhiên là các cái nghiên cứu gần đây trong khoảng 10 năm từ năm 2012 thì đã cho thấy cái sự suy giảm của rạng san hô Hải Vân Sơn Trà đến khoảng 40% về độ phủ. Và nó cũng gần như cũng tương ứng với lại cái suy giảm san hô ở các vùng biển của Việt Nam chưa được quản lý tốt. Hiện nay, nhiều giải pháp phục hồi rạng san hô đã và đang được triển khai, hướng tới mục tiêu phục hồi từ 2.500 tới 3.000 tập đoàn san hô với tổng diện tích trên 4 hectare mặt nước tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau sự cố môi trường Formosa năm 2016, phục hồi rạng san hô vùng Hải Vân Sơn Trà được xem là một trong những nhiệm vụ cấp bách của ngành thủy sản Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển kinh tế biển, ven biển của địa phương. Đối với này, cái đề tài nghiên cứu này thì các cái mô hình trọng tâm là mô hình phục hồi san hô trên nền san hô chết và mô hình phục hồi san hô trên rạn nhân tạo được thực hiện ngay tại địa bàn. Thì việc phục hồi cái rạn san hô đạt hiệu quả tốt và tăng lại cái độ phủ cũng như là làm đa dạng thêm cái thành phần loài san hô cũng như là nguồn lợi biển vùng ven bờ thì đấy là một trong những cái rất là tác động lớn đến cái phát triển kinh tế xã hội. Cũng như là kinh tế của người dân. Cái việc mà phục hồi cái rạng san hô vùng biển Hải Vân Sơn Trà thì tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xem như là một cái nhiệm vụ vừa cấp bách và vừa lâu dài. Và với cái sự phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản là một cái viện rất là truyền thống về cái hải sản nói chung và làm san hô nói riêng. Thì chúng tôi hy vọng trong cái thời gian tới các cái vùng rạng san hô mà tiêu biểu là Hải Vân Sơn Trà của Thừa Thiên Huế sẽ có cái bước tiến mới trong cái khôi phục rạng san hô. Với sự đa dạng phong phú từ quần thể sinh học, trong đó có hệ thống rạng san hô còn nhiều tiềm năng để khai thác. Nếu phục hồi thành công, đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thừa Thiên Huế phát triển kinh tế, du lịch biển, tạo động lực để phát triển khu đô thị chân mây Lăng Cô trong tương lai.